Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. Sawadee. Xin chào các bạn. Chào mừng quý vị đến với Thời báo Tân Nghi Dân toàn cầu. Tôi là Diệp Trung Giai. Đài Loan tiếp tục kéo dài cảnh báo dịch bệnh cấp độ 2 đến ngày 27 tháng 12 và thực thi nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh biến chủng Omicron. Đài Loan khuyến khích người dân đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và trên 5 tháng thì có thể tăng cường mũi thứ 3 với vaccine Moderna. Sở Di dân phát động kiểm tra mới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh tả lợn châu Phi và đến Tết Nguyên Đán sắp tới. Huyện Văn Lâm thiết lập trạm vaccine ngừa Covid-19 khuyến khích lao động bất hợp pháp mạnh tới tiêm chủng. Đài Loan tiếp tục kéo dài cảnh báo dịch bệnh cấp độ 2 đến ngày 27 tháng 12 và thực thi nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh biến thể Omicron. Để đối phó với mối đe dọa từ biến chủng mới Omicron trên phạm vi quốc tế, Trung tâm Chỉ huy và Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan đưa ra thông báo tiếp tục kéo dài cảnh báo dịch bệnh cấp độ 2 trên toàn Đài Loan cho đến ngày 27 tháng 12. Và hiện tại tạm thời không nới lỏng các quy định về đeo khẩu trang. Vẫn phải duy trì khoảng cách xã hội an toàn và đeo khẩu trang trong suốt khoảng thời gian khi rời khỏi nhà. Đài Loan khuyến khích người dân đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và trên 5 tháng thì có thể tăng cường mũi thứ 3 với vaccine Moderna. Gần đây, Đài Loan có phát hiện một ca lây nhiễm Covid-19 nội địa để giảm nguy cơ lây nhiễm và lây truyền cho cộng đồng. Trung tâm Chỉ huy và Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan khuyến cáo những người đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và đã đủ trên 5 tháng thì có thể đi tiêm tăng cường mũi thứ 3 với vaccine Moderna, giúp tăng cường miễn dịch bảo vệ sức khỏe cho cơ thể của mọi người. Sở Di dân phát động kiểm tra mới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh tả lợn châu Phi và đến Tết Nguyên Đán sắp tới. Tết Nguyên Đán sắp đến với chúng ta nên có nhiều di dân mới trở về quê sớm để chuẩn bị đón Tết. Nhằm chặn dịch tả lợn châu Phi có thể xâm nhập vào Đài Loan, Sở Di dân đã chuẩn bị kiểm tra nghiêm ngặt đối với các sản phẩm từ thịt và nhắc nhở những di dân mới nếu có trở về quê nhà trong dịp Tết Nguyên Đán này thì không được mang thịt lợn và các sản phẩm có chứa thịt từ vùng dịch nhập cảnh vào Đài Loan. Nếu vi phạm, có thể sẽ bị xử phạt với mức phạt tối đa là 1 triệu đại tệ. Huyện Văn Lâm thiết lập trạm vaccine ngừa Covid-19 khuyến khích lao động bất hợp pháp mạnh tới tiêm chủng. Huyện Văn Lâm thiết lập trạm tiêm vaccine ngừa Covid-19 hội nghị quốc tế để cung cấp dịch vụ tiêm chủng vaccine nhanh chóng và thuận tiện cho người nước ngoài. Khuyến khích lao động di trú bất hợp pháp mạnh dạn tới các trạm tiêm chủng để tiêm vaccine, đồng thời cam kết áp dụng chuyên án người nước ngoài yên tâm tiêm chủng. Với tiêu chí không thông báo, không điều tra, không thu phí, không quản chế.